Nga xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là sáng thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021. Trong cái video hôm nay, Nga kính xin gửi đến quý vị những thông tin như sau. Cập nhật tiểu bang Illinois, chương trình 300 đô la trên tuần PEUC và PUA. EDD có cái thông báo mới nhất ra ngày hôm nay là 3, 300 trên tuần và 4 cái trường hợp là quý vị cần lưu ý và sau đó là 300 trên tuần cập nhật cho 50 tiểu bang và PUA và UI là điều cần làm để mà tiếp tục đủ điều kiện nhận cái tiền thất nghiệp này. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Và Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Đồng thời ủng hộ kênh, nhấn like, nhấn share. Nga cũng rất là mong mỗi ngày có thêm 20 người đăng ký. Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều. Yeah, thông tin đầu tiên đó là tiểu bang Illinois. Quý vị là đang nhận cái chương trình PEUC là W2 hoặc là UI hoặc là PUA 1099 á. Thì những quý vị nào mà có đủ điều kiện để nhận cái số tiền 300 này Vài quý cô chú anh chị đã chia sẻ với Nga là đã là nhận được rồi cái số tiền 300 lần thứ ba Một số anh chị nói là đang nhận vài khi mà certify thì bị là pending issue thì cái trường hợp đó là Illinois người ta không có đưa ra cái cái ví dụ hoặc là cái lý do tại sao như quý vị, dạ người ta chỉ là nói chung cho tất cả các chương trình có đủ điều kiện không, tất nhiên là trong đây quý vị nào mà tối thiểu mà nhận được một đô la ở cấp tiểu bang là tiền thất nghiệp á thì quý vị là sẽ đủ điều kiện để mà quý vị nhận tiếp tục cho đến là ngày 4 tháng 9 năm 2021. Tất nhiên là trong cái chương trình mà 25 tuần cái gói cứu trợ lần thứ ba và quý vị nhớ là certify là trả lời cho đúng ha. Và dưới đây PUA self employed thì có đủ điều kiện không? Và nhận thời gian là bao lâu Thì sau nay người ta cũng có nói nè Được gia hạn cho tới là ngày 4 tháng 9 năm 2021 và bắt đầu là ngày 14 tháng 3. Cho nên quý cô chú anh chị là lưu ý theo dõi cái email có hồ sơ của mình có bất cứ cái yêu cầu nào của sở lao động yêu cầu quý vị chưa làm, quý vị cần phải làm. Còn ngoài ra đó là cái gói cứu trợ lần thứ ba này, quý vị đã đủ điều kiện của quý vị là sẽ được nhận, chứ quý vị là sẽ được certified, chứ quý vị không cần làm gì thêm. Chỉ là những cái trường hợp trước đây, ví dụ như là có những anh chị nói rằng là cái gói cứu trợ là lần thứ hai 11 tuần chưa có nhận được nữa cho nên là trong trường hợp đó là có hồ sơ là có lẽ là có những cái yêu cầu gì đó ví dụ như là yêu cầu chứng minh công việc làm hoặc là những cái thông tin cá nhân mà sở lao động yêu cầu mà quý vị chưa có nộp đó dạ cho nên là quý vị cần phải làm thì quý vị mới là được nhận cái à, lần à, lần thứ hai 11 tuần đó và sau đó thì quý vị mới là đủ điều kiện để mà nhận tiếp cái cái chương trình lần thứ ba này ha. Dạ phần tiếp theo đó là cái thông báo mới nhất từ EDD tiểu bang California cái thông báo ra là 24 tháng 3 năm 2021. Cái thông báo này cái nội dung á là trong đây có xoáy quanh cái vấn đề là số tiền 300 trong cái chương trình lần thứ ba và trong đó có bốn cái trường hợp. Kính mời quý vị theo dõi tiếp cái phần này. Điều thứ nhất đó là những ai có cái đơn là PUA và đang đang có cái, cái đơn mà PUA đó nghe quý vị và trong đây người ta cũng có đề cập luôn cái trường hợp là đã hết tiền. Thứ nhất là trong cái chương trình PUA thì có triệu người. Hiện tại phần trăm của 1.2 triệu người này là có được là tiếp tục là certify và đủ điều kiện để nhận được tiền. Và cộng thêm trong đó ngoài của cái tiểu bang thì quý vị nhận thêm là 300 đồng của liên bang. Đối với những người mà hết tiền á trong cái chương trình PUA của quý vị thì như thế nào? thì trong đó là có khoảng là 5% là cái số người trong cái một 2 triệu đó thì có 5%, tất nhiên là 95% hiện tại là có đủ điều kiện. Bây giờ là 5% trong cái trường hợp đó, những người đó là có cái đơn là cái số tiền trong cái tài khoản quý vị đã hết rồi, đã cạn kiệt rồi. Như vậy thì như thế nào đây? Có đủ điều kiện nhận không? Kế tiếp là EDD California sẽ là gửi thông tin cho quý vị nè qua cái tin nhắn nè hoặc là UI online để thông báo cho quý vị và hoặc là gửi thư cho quý vị là khi nào là gửi cho quý vị là ngày 10 tháng 4 năm 2021 là quý vị là sẽ nhận được cái thông báo cái thông tin ha nếu như mà không có sớm hơn đó thì là quý vị là nhận được là cái khoảng là cái thời gian là ngày 10 tháng 4 đó là trường hợp trường hợp thứ một Trường hợp thứ hai là những ai đang nhận cái chương trình PEUC đang hiện tại ha và có hai cái trường hợp một là vẫn còn tiền hai là đã hết tiền rồi trong đó cái chương trình này là có 1.4 triệu người và trong đó có 47 phần trăm người thì là có đủ điều kiện tiếp tục nhận cái chương trình này và ngoài cái tiểu bang quý vị nhận thêm 300 đồng của liên bang và không có bị trì hoãn. Đối với những người hết tiền, cạn kiệt tiền rồi thì như thế nào? Là những người đó là EDD là sẽ là cho quý vị nè, thông báo cho quý vị là cái trường hợp là giữa khoảng ngày 10 tháng 4 và 30 tháng 4 chính là cuối tháng 4 nha quý vị. Đó, là cái khoản đó là quý vị là sẽ được là gia hạn là trong cái khoản này. Điều thứ ba đó là cái đơn FEDED. Trong chương trình này đó là những trường hợp là quý vị nằm trong cái trường hợp gọi là UI chứ nhiên là bảo hiểm thất nghiệp. Là quý vị đó là sẽ tiếp tục nhận thêm 300 đô la của liên bang mà không có bị là trì hoãn hoặc là gián đoạn gì hết. Đó là chương trình thứ ba. Chương trình thứ tư đó là PUA nhưng mà là mới. Những cái đơn mới tất nhiên là quý vị mới là bị thất nghiệp đây. Dạ, cho nên bây giờ là quý vị nộp đơn. Và bây giờ là người ta đã là bắt đầu nè, cái tuần vừa rồi là bắt đầu nộp đơn. Và những cái trường hợp mà cái đơn mới PUA đó thì nhận được bao nhiêu tiền? Tối thiểu là quý vị nhận được 100 67 đô la của tiểu bang cộng thêm 300 của liên bang, tất nhiên là tổng cộng là 467 một tuần. Đó, và bắt đầu là ngày 10 tháng 4, quý vị, những cái đơn là PUA mới này, quý vị là có thể là có đủ điều kiện nhận cao hơn. Tại vì sao? Là người ta sẽ dựa trên cái thông tin Thu nhập của quý vị mà khi khi mà quý vị điền đơn á là quý vị là có là cung cấp cái thu nhập thì người ta sau đó người ta sẽ xem xét người ta sẽ coi và sau đó quý vị là tự động là là sẽ được là bù lại những cái tuần mà quý vị là chưa có mới có nhận được là 167 đồng đó ha. Tất nhiên là một lần nữa là cái đây là chương trình PUA mà chương trình mới nha quý vị. Dạ. Yeah. Và phần kế tiếp trong cái bản thông báo này thì EDD cũng có đề cập rằng là có những quý vị mà đủ điều kiện đó thì cũng có người là nhận trước, nhận sau và điều kế tiếp là quý vị là vào trong cái tài khoản UI online của quý vị để theo dõi. Ngoài ra, EDD cũng là khuyến khích quý vị vào trong cái đường dẫn mà thông tin vào trong của liên bang để mà quý vị theo dõi những cái thông tin. Những quý vị nào mà có cái đơn á là đủ 12 tháng thì sau đó là EDD sẽ thông báo cho quý vị là cần nộp đơn lại ha. Dạ cho nên là quý vị chưa có nhận được cái email hoặc là cái thông báo cái yêu cầu nào của EDD yêu cầu quý vị làm đơn lại thì quý vị không cần làm gì hết. Điều quan trọng là theo dõi hồ sơ và certify trả lời câu hỏi cho đúng. Và phần kế tiếp đó là 300 trên tuần, 25 tuần, lần thứ ba nghe xin cập nhật 50 tiểu bang. Trong đó có tiểu bang Alabama thì đang thực hiện những bước cuối cùng và ngày ước tính là 23 tháng 3. Alaska cũng đang thực hiện những cái bước đầu tiên, Arizona cũng đang thực hiện. Arkansas là ngày ước tính là 24 tháng 3 là hôm à, hôm qua đó quý vị ha. California là 21 tháng 3. Colorado, Connecticut là cũng đang thực hiện chương trình Delaware là đang trả tiền 22 tháng 3. DC, Florida cũng đang thực hiện chương trình Georgia là ngày trả là 24 tháng 3. Hawaii đang thực hiện những bước đầu tiên. Idaho là cũng đang thực hiện chương trình Illinois, Indiana là cũng là đang trả tiền là Illinois là 25 tháng 3. Indiana là 22, tháng 3 và Iowa là cũng đang thực hiện chương trình. Kansas, Kentucky cũng đang thực hiện chương trình. Louisiana cũng đã là bắt đầu trả tiền rồi quý vị. Dạ. Trong đây người ta đề là 24 tháng 3 mà trước đó vài bữa là quý vị cũng đã chia sẻ là có nhận á. May là cũng đang thực hiện những bước đầu tiên. Maryland, thực hiện những bước cuối cùng là ngày ước tính là 22 tháng 3, Massachusetts ước tính là 24 tháng 3. Michigan cũng đang thực hiện chương trình, Minnesota cũng là đang trả tiền 24 tháng 3. Mississippi đang thực hiện chương trình, Missouri cũng đang thực hiện những bước đầu tiên. Montana, Nebraska, Nevada là cũng đang thực hiện chương trình cũng có là quý vị bên Nevada là cũng đã, đã chia sẻ là có nhận được tiền cảm ơn quý vị New Hampshire là cũng đang thực hiện những bước đầu tiên New Jersey đang trả tiền ra vào ngày 23 tháng 3. New Mexico là cũng thực hiện những bước đầu tiên. New York là đã trả là ngày 24 tháng 3. North Carolina là cũng đang là thực hiện là trả cái chương trình này đó quý vị. Là ngày 21 tháng 3 nè. North Dakota là cũng đang thực hiện những bước đầu tiên. Ohio là trả là đang thực hiện chương trình đó. Chương trình PUA, uh, UI đó là ngày 22 tháng 3 và PEUC là ngày 22 tháng 3. Và cái chương trình người ta cũng có nói rằng là cái chương trình PUA này là người ta sẽ là những ai mà đã cạn kiệt tiền rồi người ta sẽ là quyết định sao như là TBD như to be determined dạ yeah, người ta phải quyết định thông báo sao ha Oklahoma cũng đang thực hiện chương trình ngày ước tính là 27 tháng 3 Oregon đang thực hiện những bước cuối cùng ngày ước tính là 23 tháng 3 Pennsylvania cũng đang thực hiện chương trình Rose Island thực hiện những bước đầu tiên, sau Carolina là 23 tháng 3, sau Dakota là đang thực hiện chương trình, Tennessee là cũng là đang trả tiền 23 tháng 3, Texas là ngày 22 tháng 3, Utah, Vermont cũng đang thực hiện những bước đầu tiên, Virginia, Washington là cũng là đang trả tiền ra đó quý vị là ngày 23 tháng 3 và 22 tháng 3, West Virginia là cũng là ngày 21 tháng 3. Wisconsin and Wyoming là cũng đang thực hiện cái chương trình này. Dạ, phần kế tiếp đó là chương trình PUA và UI. UI là những người là W2 làm hãng làm xưởng đó quý vị ha. Nếu như mà quý vị thất nghiệp PUA 1099, thất nghiệp bây giờ là quý vị cần phải nộp đơn. Tại vì cái chương trình PUA này người ta sẽ kết thúc là ngày 4 tháng 9 năm 2021 trừ phi là có những cái gói cứu trợ tiếp theo chẳng hạn ví dụ vậy nhưng mà cái đó là tương lai thì mình chưa biết nhưng mà hiện tại đó là quý vị là nếu là quý vị là thất nghiệp quý vị nộp đơn liền còn UI mà YouTube làm hãng làm xưởng thì thất nghiệp thì bất cứ khi nào thì thất nghiệp thì đều nộp đơn đơ được nhưng mà trong cái khoảng này tới ngày 4 tháng 9 thì quý vị có thêm cái chương trình của liên bang là 300 đô la. Điều kiện làm để mà tiếp tục đủ điều kiện nhận cái tiền thất nghiệp này, quý vị cần theo dõi hồ sơ nè, certify nè, trả lời câu hỏi cho đúng và những cái yêu cầu nào của sở thất nghiệp đưa ra ví dụ như là công việc làm hoặc là xác nhận danh tính là bất cứ những cái điều gì yêu cầu quý vị cần làm để mà quý vị có đủ điều kiện tiếp tục nhận ha. Nga cảm ơn quý vị rất là Mình nhiều. Mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.